rồi trên ta. Đây, để nước lại mà xử lý rồi mà không có mấy con tôm. Xử lý lẽ tới giờ còn mày? Xử lý, cha xử lý khuẩn chứ xử lý gì mà dính dáng tới mấy con tôm. Mẹ mấy con tôm mẹ đang nuôi diệt khuẩn cái. Ông diệt khuẩn rồi đó mà không còn rồi. Ngộ thiệt. Đừng nói vậy. Thì tạo cho tụi nó cơ hội đi. Ờ, giữ người tốt. Điểm đường tôm nào nó bằng cùng tay cho tôi ăn cho biết. Trời ơi, gì bự vậy? Trời ơi, hổm, hổm. Hổm lâu rồi mà. Là hổm nào ta hổm là 40 con ký không? Miếng mai nè. Bây giờ là tôm bự gì? Tôi đi. Dạ chào anh. Sau khi mấy tiếng đồng hồ từ Cần Thơ đến Cà Mau cũng hơi mệt. Cảm giác của bạn như thế nào? Mệt quá. Đây. Anh Yên này rất là lực lưỡng. Anh ấy có một cái thân hình như, phải nói là dạng người mê đây. Nội ơi, chạy chảnh xuống phê thuốc ông nội. Thanh niên mới cắn đá. Đi sao mà cái đồ giày á nó mắc vô cái xe giờ. Ừ. Chạy thanh đây để kể sự tích cho mấy bạn nghe, cái thanh niên này nè. Chạy xe mà giày ướt cuột vô yên xe, chạy hồi mất tiêu cái đế giày. Đó. Nó biết gánh nữa, nó chìm lắm, bỏ hư bệnh luôn á. Cầu này đi được không? Thể không có tốt đâu mà biểu diễn hoài. Sao không tốt mà tao tốt nghiệp là giỏi được rồi. Ê, đuổi đuổi. Cà nó sâu lắm á. Cầu này đi được không? Đừng ngất nghe bạn, té nè bạn. Cái gì nóng nổi vậy ba nội? Ê, một thanh niên nói là nước mặn quá kìa kìa. Mặn quá à? Gì nóng hỏi dưới đá vậy? Ai mới đá dưới vậy? Hồi nãy anh lên anh nhảy xuống dưới cái mắt chợt. Anh sợ nước sâu anh mắt chợt. Nước sợ nước sâu quá tới đá hả? Ờ, mắt chợt. Để ra đây ba kẹp cái đường nào vậy? Con cầm cái ổ điện rồi ba kẹp đường nào. Nhạc rồi đó. Chị ba ao chưa đủ bạn nữa mà. Anh Lân phải dắt cái anh hồi tối theo á cho anh bớt nhạc. Anh nói nào? Cái anh mà hồi tối mà anh vô á. Cầm dạ. Chắc nghèo. Yên tâm đi, điện thoại không phải của anh đâu. Giống rồi, mấy em cũng đâu có kỹ. Chú không chi? Trời. Chú ơi, lắc hả? Được không? Nào. Em không ngờ anh gì luôn. Đừng đâu đây, đừng đây, đừng đâu. Anh Linh nắm tay anh Lân kìa. Thôi nắng anh la đi cho chắc ăn, Lân lôi nó không nổi đâu. Mẹ thập vô cua kẹp cái gì, không kịp nè. Đây là công tử, đây gọi là đi công tử đi kéo tôm. Chú nhọc nước thôi chứ kéo gì đâu. Tên Hồng Lam. Được nhiêu rồi nè. Kéo kỹ lắm rồi. Nó chạy nó kéo kỹ rồi. Ủa ba đứa mày ăn được rồi. Bốn đứa chứ. Bốn đứa còn nữa. Nhọt luôn á. Nhọt luôn á. Năm đứa. Con Ngọc tham gia nữa. Năm đứa nó ăn cái không ăn lại đâu. Ăn như là sống. Có hàng đi coi nữa kìa. Kìa. Đó. Coi xuống chưa? Rồi. Rồi. Được mấy con không? Được 5 con. Được 5 con. Ông nữa rồi, ông sạch ông thả tôm lại rồi. Ừ, nhiều mà. Trời nhiều đó. Ít thương hả? Bự bự không. Thì trời. Lấy đồ đựng con. Từ đây con lấy. Dở lên. Đây hỏi anh em. Vậy chứ ở đâu? Đây hỏi anh em. Cái kia rồi. Chứ nước. Dở này ra hả? Trời. Đây lấy điện thoại anh em.
Lấy điện thoại ba đi, điện tư vẫn còn, vẫn kéo, kéo nước một. Nè nè, cầm cầm này nè, cầm này luôn. Cho nhiều cơ. Đây, để anh. Ủa, cái đó là cái gì vậy? Đừng có bắt ra, để đổ rồi, lấy đồ đổ. Lấy điện thoại ba điện cho tư hôm nay rồi. Nó anh hai về, hỏi xin kéo dưới được không? Trời, xin nhớ mà anh luôn rồi. Mà xin lên, mà cho ai xin. Lấy điện thoại tư ra, lấy điện thoại bắt hai ra Thí Kiều. Điện lên nha. Ừ. Thôi được rồi. Đâu có sao đâu, tư như nhà tư biết cái gì không? Đâu, 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 đâu. Trời ơi. Nè, ủi vô xô. Ôi là trời. Điện đổ ra ngoài cái cột đi con ơi. Cameraman này không có tâm. Trong kéo cửa sổ đó có được cái con. Làm gì? Đó, giục cái chân đi. Sao vậy bạn? Sao cái con gì không vậy trời? Cái trứng nước này nó con. Mềm không anh? Anh không dám đụng. Được cái con này. Mèo à, nó như rau câu vậy á. Cũng 5-6 con. Con ăn đáng con. Bán. Nó bự bự không? Bấm số cơ điện nó chạy ra. Cua ba thật nha. Cái hang bển còn cua đó. Hang đó đục. Có không? Trời bự. Không dám đụng. Con nó hả ông luôn. Ê, dưa. Quỳ. Lấy cây học vậy không? Cô là cô tư. Bắt giùm em cá. Cá này ăn cá gì ta? Đâu? Cá này ăn cá gì? Má con nào ăn đáng đó luôn á trời. Đổ ra. Nhảy xong về cầm. Sao? Ăn gì? Lỗ. Tôi đã nhảy rồi. Ở bển cái ao còn tôm không Tư? Cái gì vậy anh này? Rồi mấy con sứa nó bơi đẹp lắm. Kéo được không? Sứa? Đâu? Cái gì sứa hả? Đó. Con này nhớ. Cái con nhỏ nhỏ này ha. Kệ nó cũng được nữa. Ê con này con tôm mà. Kệ nó cũng được. Kệ nha. Này, con tôm tao nói là sứa. Con sứa mấy con trắng. Chục ngoài con kìa. Cây hả? Con này nè. Ờ bơi đẹp lắm đó. Bơi đẹp lắm, nó trong trong lại. Bắt chị hả? Con bây giờ chứ phải con hồi trước. Cái này được không? Không có được, cái vô trong nó có cái co vô gì nè. Cho lên đi, ở phía đây con đừng có gì đâu. Nói đi vậy? Hả? Nè. Vô nhà đi. Vô nhà đi chút ăn. Chị hai cho nóng. Trời ơi em ăn 2 kg. Cái gì vậy? Cái này em ăn dữ trời lắm á chứ. Qua nhà khác rồi. Kỷ niệm của hai chúng mình. Waffle. Bao giờ? Hello mình. Ừ. Không giới thiệu hả? Người ta hát hợp sướng nó còn giới thiệu mà nó không giới thiệu hả? Gửi về lòng tiếng sao? À. Hey, con gì nè, con gì nè. Đúng rồi. Mò mò dữ rồi, con gì, con gì. Nhìn nhà anh. Con. Nện tiên cá mới biết bơi. Con dân bơi chuyên nghiệp không? Để tôi bơi nè. Ôi chị hai, cái anh nó không biết bơi. Không. Em mà lội đua lên rồi. Hả? Em mà lội đua. Lội đâu? Lội đua, lội đây nè. Đây đúng đất mà. Anh đâu biết lội đâu. Thì bởi mày lội đua đó. Mày biết lội không? Biết. Mấy tay, đem mấy tay. Tay màu à. Tay lội chỉ tới 3 thằng chứ vậy. Đi theo cổng đuối á. Tôi gói yêu thương trong trời thì nước trên mặt này mát quá. Anh tắm mưa chưa đủ mát sao anh?
chưa em ạ? Mà lo đuôi ra. Đứng thôi. Không quay ấy ngoài ngang. Không thấy. Đang không mở đèn lát được. Không ở hết pin á. Thôi được. Đó đi. Là được một xô rồi đó. Đó đi thôi được. Rồi. Đi. Con này con tép hả? Nè đĩ lăng, đĩ lam. Tép mà làm. Cơm chứ tép gì? Cơm ăn tép, tép mà. Thấy không? Nó tép. Ôi. Mày tính ra con gì? Đang đồng nè, đang đồng nè. Mày lo cuốn lưới kìa. Tối rồi. Đang đồng nè. Chơi luôn. 8 kg vô. Rồi đó bà mẹ lưới ở đây. Ôi trễ rồi. Nhiều đó hả? À, ba cũng đứa ăn hả? Rồi trễ rồi. Mày dòm nó dễ lắm Ngọc. Nó nhảy xíu xíu lượm vậy á. Ba dòm cái ngoài. Lấy người đây ngoài xíu sao? Đủ hả? Thôi. Cái đó không nên. Làm cái hộp vũ tôm hộp vũ nước ta. Lấy cục đá bỏ trà đá vô. Có trà không? Đủ. Đây. Gì? Làm gì? Để mẹ mày. Mày chứ cho uống nước luôn đi. Thì tin nó hỏi Linh đi, một ngày cũng uống. Một hũ 13 ngàn mà cô uống một ngày có chục hũ á. Mày uống mày bạc. Cơm nào nay bự cũng bằng cái mặt tôi mấy bạn. Cái đó mua ngàn nước đá rồi. Mua đá bỏ mua trà nhà tao nấu tao ngâm trà tao bỏ trà đá vô uống à. Chứ mày kiếm uống cái đó tao mặc luôn. Ủa cái này là ngâm tôm hay là màu tao? Đâu đúng. Nào. Lại luôn ăn uống. Đây. Con nào con nấy nó muốn bự bằng cái mặt tôi luôn mấy bạn ơi. Bự bằng lỗ mũi tôi luôn á mọi người. Đây tôi nó rất là nhỏ bé. Gào luôn. Tôi không biết lựa chữ nói bự bằng lỗ mũi không, không lẽ lỗ mũi bự cỡ đó sao? Ừ. Còn bên đó là cái gì? Đó là cái gì? Xoài. Xoài dôi nha các bạn. Châu. Đây là xoài châu. Cái này là Cà Mau. Con nào cũng lấy như con châu vậy á. Đây là Cà Mau nha. Ký có 2 ngàn thôi. Lộn. Rồi. Xoài này là xoài châu. Bây giờ sao? Con nào cũng lấy như con châu vậy nội rồi. Đó. Trở lên khét cái gì lắm, cái này mới ngon. Chết rồi, chết rồi. Ra rồi, ăn luôn. Không, đó. Thích nhớ like và subscribe kênh cho mình nha. Trời ơi, cái này mà gửi lên nhóm cái. Ừ, thứ tức chặt. Thôi, đừng gửi, đừng gửi không nữa rồi. Đây, chuẩn bị khét đây. Nào về chở anh ta gửi hả? Có thêm màu sầu. Cho hết đau đau. Ủa sao đây? Nó cũng xong quá. Nãy nó ăn cơm xong rồi cái đưa vỏ không, cái nó giật mình. Mét trời, chơi kỳ trời. Mày thấy mày sôi luôn lắm. Giải áo lên hai coi à. Bây giờ bắt giặc nhảy vào coi luôn á. Thà, thà mình cưới vào đi gì đó. Thôi tôi nhảy cười lắm. Hết nhiêu xoài à, hết nhiêu tôm rồi. Mày té hay vậy? Cái nào nào đó vậy? Để coi nó có sao không à. Bữa đi quay á hả? Ừ. Hay. Thế coi em mày kìa làm. Gì hả? Cái sang diễn được ghê luôn á. Tự nhiên. Lần này tôi cho nó vô da gì lá gì vậy? Thank you.
nhớ thì và thương đôi mắt nhỏ vì mình xa nhau, vì mình xa nhau nên nhớ rồi. Ông này cũng hát cũng hay. Gáp đi, gáp đi mọi người. Người âm phủ hay gì? Thôi đi má. Thôi đi, từ đó là tốc độ liên thanh. Lên đã. Đây sao bị liệt luôn. Tao gãi từ từ. Tao lát gì? Thương phải không? Ai hát? Bài đó ai hát khúc ấy kìa. Là yêu, hy sinh rồi thương. Tình cảm luôn dẫn dắt ta đến những cảm xúc vô thường. Ngọt ngào khi gần gũi, dậy bọt khi chiều sai hướng. Chắc nhận được cái điều gì đó mọi người đã mỗi con đường. Em chỉ anh và em ngay lúc này. Hôm qua ôm lấy chặt nhau đây dáng chẳng còn muốn thấy. Người bình thản quay lưng, kẻ khóc thét giữa trời mây. Sự im lặng lên tiếng hay cho hai từ chia tay. Để bọn bạn sự tự nhiên tất cả là do ý trời. Bạn đang thuộc khi tìm cặp bến chấp nhận khi thuyền xa khơi. Ngay cả khi em thì từng giao lời cứ khiến mất anh đã rời. Anh vẫn thương, dù tim nó chẳng thể thốt ra lời. Em biết không, thật sự trên đời chẳng ai hợp ai. Họ vượt qua tất cả, cũng chỉ bởi vì nhau. Và cho đến hôm nay, như em đập sâu. Vì từ lâu anh đã vượt qua chuyện tình mình chưa bắt đầu. Không để tâm điều họ làm sao gạt nỗi buồn nhẹ đưa bờ vai bao dung quãng đời còn lại. Thương ta thương luôn cả khuyết điểm, thương tất cả mọi thứ thuộc về con người họ đang hiện diện. Thương tất cả thương 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 cả những điều chưa trọn vẹn với mình. Họ là điều khác trong tim bệnh viện. Ai còn người yêu bên cạnh xin đừng dễ dàng buông tay, bởi chắc vì ngày mai bạn sẽ gặp người tốt hơn hôm nay. Vì cuộc sống khó nói, ai biết được mai này. Là một nhịp nhớ một đời, lúc đó trách ai đây? Có lẽ là trách mình thôi, nhắm mắt mặc tình chơi vơi. Giờ từ từ buông đỡ thay là bệnh mỗi khi phải chờ. Mà mẹ em đến một lúc buộc lòng với lưng yên là cho vừa ý trời. Đau đớn mấy khi nước mắt họ rơi. Người vào anh này, thua cái nước hết vào tim này. Cơn chim đâm vào cơn say. Để mình lặng lẽ buồn tay, để mình được sống trọn ngày ấy. Có nhắm mắt buồn đôi vai đâu mà thôi, chờ đợi buồn rơi những bước chân nhỏ. Lặng lẽ một câu rồi không với ai. Buồn rơi theo áng mây trời. Không, nãy còn có quay. Quay. Đêm thừa như
khó vụ này nữa hả? Dẹt công đi lên. Ê, ba ca sĩ đây gái dọn á. Ta xa nhau. Đi đi. Cùng anh bệnh khác. Thank you.
lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ chân ta. Thổ thấy lá, lá rơi nắp hồ một mình. Lá bay chắc mong người đời nhớ ta xót. Ủa sao vậy? Tấm hợp âm gì kịch tụt 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 không mà quay đang nghe đâu. Tiếng trống tụi lóc giờ này. Làm gì để về tôi coi lại tôi chọn ra mấy khúc ấy rồi đó. Mấy rồi. Beep, 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 beep.